Kênh Sức Khỏe Cây Trồng xin kính chào toàn thể quý vị và quý bà con. Chào mừng bà con quay trở lại với một chủ đề nhỏ của chúng tôi, đó là thời điểm quản lý về thuốc phổ rộng và đặc trị. Thì đương nhiên thì thuốc thì chúng ta luôn hướng đến là hiệu quả như thế nào là cao nhất trên những đối tượng mà chúng ta muốn quản lý. Tuy nhiên thì cái việc quản lý bằng thuốc phổ rộng hay là thuốc đặc trị làm sao để cho nó hợp lý về phối chọn, về hiệu quả quản lý dịch hại cũng như là về cái chi phí nó hợp lý, thì đây mới là một cái điều khá là quan trọng. Và đây cũng chính là lý do của video ngày hôm nay là chúng tôi thành lập và giải thích thêm cho bà con chúng ta về thuốc phổ rộng và thuốc đặc trị. Xin mời quý vị và quý bà con chúng ta cùng bước vào nội dung chi tiết nhé. Kính thưa quý vị và quý bà con, thì một cái chủ đề này thì cũng sẽ dành cho những người mới bước vào ngành nông nghiệp ha. Thì chúng ta sẽ không hiểu rõ là thuốc phổ rộng là nó như thế nào, rồi thuốc đặc trị thì nó phải như thế nào, làm sao chúng ta để ý được những loại thuốc đó. Qua trên cây trồng của chúng ta thì thời điểm nào chúng ta sẽ sử dụng thuốc phổ rộng hợp lý, và thời điểm nào của dịch hại thì chúng ta nên can thiệp bằng thuốc đặc trị thì nó sẽ hiệu quả hơn. Và cái việc mà kết hợp giữa thuốc phổ rộng và thuốc đặc trị thì cộng chung có được hay không, thì đây là những cái chủ đề mà xoay quanh những vấn đề mà những bà con nào chúng ta mới bước vào ngành nông nghiệp thì chúng ta sẽ gặp phải và sẽ thông thường là sẽ thăm hỏi rất là nhiều về cái việc này. Thì chúng ta sẽ đi giải quyết từng câu hỏi này nhé. Kính thưa quý vị và quý bà con, thì thuốc quản lý phổ rộng, nghe chữ phổ rộng có nghĩa là chúng ta thấy là nó sự phổ biến và rộng rãi đúng không? Thì đây là những cái loại thuốc mà có khả năng quản lý được nhiều đối tượng dịch hại thì người ta gọi là thuốc quản lý phổ rộng. Cái này chúng ta phân biệt để mà chúng ta tìm sản phẩm cho dễ thôi quý vị, chứ còn đi theo những cái định nghĩa chuyên môn thì nó sẽ rất là lu bu. Thì trong đó đơn giản thì với thuốc bệnh thì bà con có thể hiểu là những loại thuốc mà có thể quản lý được nhiều loại nấm bệnh trên cây trồng. Còn trên thuốc quản lý côn trùng thì chủ yếu là cho hai cái đối tượng là nhóm chích hút và nhóm miệng nhai. Thì những cái hoạt chất hoặc là những cái sản phẩm nào mà nó đăng ký quản lý được cả hai đối tượng chích hút và miệng nhai luôn thì chúng ta gọi là thuốc quản lý côn trùng phổ rộng. Rồi để chi tiết thêm một tí xíu nữa thì chúng ta sẽ xem là thuốc bệnh thì phổ rộng nó sẽ như thế nào và cái thuốc sâu phổ rộng nó sẽ như thế nào. Kính thưa quý vị và quý bà con, thì với những cái loại thuốc quản lý phổ rộng thì đa số thì đây nó sẽ quản lý được rất là nhiều loại nấm. Thì nhiều loại nấm cho nên thì nó sẽ có thể áp dụng hiệu quả khi mà chúng ta sử dụng theo nhiều cái phương thức khác nhau. Ví dụ như chúng ta tưới cũng được, phun cũng được, quét cũng được. Đương nhiên thì sẽ có những loại thuốc phổ rộng thì nó chỉ mạnh theo tưới hoặc mạnh phun hoặc mạnh quét tùy, nhưng mà tất cả thì nó đều quản lý được. Hoặc là thậm chí thì bà con sẽ thấy là những cái loại thuốc mà chúng ta phun mà trên cái đối tượng, trên cái bao bì nó không có đăng ký loại loại nấm đó nhưng mà chúng ta quản lý vẫn có hiệu quả thì mình cũng được gọi là những loại thuốc quản lý nấm phổ rộng hay là như vậy. Tại vì đa số thì chúng ta thì đa dạng về cây trồng và rất là nhiều loại nấm bệnh khác nhau, thì trên mỗi một bao bì của sản phẩm thì họ không thể nào đăng ký hết tất cả các đối tượng. Nhưng mà nếu mà chúng ta sử dụng theo kinh nghiệm mà có hiệu quả thì đó cũng là một cái dạng thuốc phổ rộng để mà chúng ta quản lý được nhiều đối tượng dịch hại. Thì những loại thuốc nếu mà nó quản lý được cả biện pháp tưới, phun và quét luôn quý vị, thì nó sẽ quản lý cả nấm bệnh ở dưới nguồn đất là do chúng ta tưới trên mặt đất ha. Quản lý trên thân là khi chúng ta sử dụng biện pháp quét hoặc là những cái loại bệnh như mà nấm hồng chẳng hạn hoặc đốm gông là tấn công trên cành và trên lá. Thì chúng ta gọi là những loại thuốc quản lý phổ rộng. Thì những cái loại hoạt chất phổ biến mà chúng tôi cũng chia sẻ cho bà con mình rất là nhiều trong thời gian vừa qua, thì đại diện chúng ta thấy là Metalaxin nè, phổ biến ha, Mancozeb, Gowinep là quá thường xuyên nhắc hỏng gậy rất là nhiều lần, rồi Fosetin Aluminium, gốc đồng, Azoxystrobin nha, thì chúng ta nhắc rất là thường xuyên thì đây hầu hết là những loại thuốc quản lý phổ rộng. Rồi bên cạnh đó thì gần đây nhất thì chúng ta có nhắc tới nhóm Chiazon, thì ở đây có Hexaconazole và Difenoconazole. Thì đây là hai hoạt chất mà quản lý rất là nhiều những đối tượng nấm hại khác nhau. Thì đây là những cái hoạt chất mà hàng đầu trong cái nhóm phổ rộng. Ngoài ra thì với cái nhóm kháng sinh thì bà con sẽ thấy là đa số là những nhóm kích kháng, cho nên là nó sẽ quản lý được rất là nhiều những đối tượng cho dù những cái nhóm vi khuẩn và cả nấm tùy theo hoạt chất. Rồi như vậy thì với cái thuốc quản lý côn trùng phổ rộng thì sao? Thì như chúng ta đã nói nha, thì trên cơ bản quản lý nhiều nhất đó là nhóm chích hút và nhóm miệng nhai, thì đây là hai nhóm phổ biến nhất trên cái đối tượng gây hại trên cây trồng. Thì bà con thấy là những cái thuốc nào quản lý phổ rộng thì nó sẽ đăng ký cả hai nhóm ha. Thì chúng ta thấy những cái nhóm hàng đầu mà phổ biến mà quản lý được cả chích hút và miệng nhai thì có nhóm Avapritin nè, có nghĩa là những cái hoạt chất mà chúng ta thấy xuất hiện thường xuyên trong các sản phẩm đó là Abamectin và Emametin ha. Nhóm lân hữu cơ thì một số hoạt chất rất là phổ biến đó là cái Rofecoxib hoặc là cái Vinafoxib, thì đây là những cái nhóm mà quản lý chung cho cả chích hút và miệng nhai. Cái này thì trên bao bì của những sản phẩm mà chứa những hoạt chất này hầu hết thì nó để rất là nhiều đối tượng, thì bà con nhìn vô thôi là cũng đã biết nó là dạng phổ rộng rồi. Tuy nhiên thì nếu mà trong thời gian qua chúng ta xem trên kênh, chúng ta cập nhật được những cái hoạt chất rồi thì chúng ta cũng hiểu là hoạt chất đó là hoạt chất phổ rộng thì cũng tốt. Rồi ngoài ra thì quý vị cũng sẽ gặp gốc cúc tổng hợp ha, thì gốc này thì mạnh chủ yếu trên sâu với bọ xích nhưng mà cũng lại nhiều đối tượng. Kể cả bọ xích mũi rồi trên những nhóm bọ xích
chích thuốc trên cây thì đều có hết ha. Thì nó cũng phổ rộng trên cả sâu và bọ xít thì cũng rất là nhiều đối tượng. Carbamat thì cũng anh em với lân hữu cơ ha, tuy là cái độ độc nó tương đối ít hơn chút thôi, nhưng mà về cái sự phổ rộng thì nó cũng quản lý rất là nhiều đối tượng trên sâu và gầy, thậm chí thì một số đối tượng khác nữa. Ngoài ra thì những cái nhóm như thảo mộc, dầu khoáng, chiết xuất vỏ trái hoặc là những chế phẩm vi sinh mà chúng ta trình bày trong thời gian vừa qua quý vị, thì nó cũng quản lý rất là nhiều đối tượng, thì đây cũng là một những dạng phổ rộng. Rồi như vậy thì thuốc đặc trị là thuốc như thế nào đây? Kính thưa quý vị, thì về thuốc đặc trị á thì chúng ta sẽ hơi bị mông lung, nó đặc trị gì, nó đặc trị được nhiều đối tượng thì có gọi là đặc trị hay không, hay là đặc trị là nó chỉ một đối tượng thôi. Thì có nghĩa là chúng ta hiểu về định nghĩa là nó quản lý có hiệu quả trên một đối tượng và trên một loại cây trồng nào đó thì chúng ta gọi là một loại thuốc đặc trị ha. Tuy nhiên thì có rất là nhiều sản phẩm thì nó có thể là nhiều hơn một đối tượng, nhưng mà miễn làm sao nó quản lý tốt trên cái đối tượng đó thì chúng ta gọi là nhóm thuốc đặc trị, hoặc là trên bao bì của một số sản phẩm thì họ có để là đặc trị cái đối tượng nào đó luôn thì vẫn có. Ví dụ như bà con sẽ thấy nè, có những loại thuốc bệnh là họ chỉ đăng ký tháng thư trên ớt thôi, thì nhóm đó là nhóm đặc trị của họ, hoặc là đốm nâu trên thanh long là chỉ một đối tượng duy nhất. Ở ngoài ra thì vẫn có thể quản lý phổ rộng trên nhiều đối tượng khác, nhưng mà cái đối tượng đặc trị của cái nhóm đó, cái sản phẩm đó là cái đối tượng này, gỉ sắt trên cà phê đó, hoặc là một số cái sản phẩm đậu ôn trên lúa là họ đây đặc trị đậu ôn trên lúa đó. Thì dự nhóm Chiajon chẳng hạn đó, thì nó sẽ có cái Chesilajon là cái nhóm thì đăng ký cái bệnh ôn trên lúa, thì bà con sẽ thấy được cái chữ đặc trị trên đó. Đặc trị xì mủ trên cam đó, thì một số sản phẩm nó sẽ có để những cái thông tin đó. Rồi nếu mà thuốc quản lý côn trùng đó quý vị, thì chúng ta thấy thì có những sản phẩm rất là mạnh trên gẹp sáp thì chúng ta biết cái đó là đặc trị gẹp sáp. Rồi những sản phẩm mạnh trên bọ chỉ thì chúng ta biết đó là thuốc đặc trị bọ chỉ. Rồi nhện đỏ thì còn là đặc biệt hơn nữa, là có những sản phẩm chỉ đăng ký mỗi một đối tượng nhện đỏ trên một cái cây trồng nào đó thôi đó, thì đây là những cái nhóm đặc trị. Rồi còn nếu mà những như sâu cuốn lá trên lúa thì nó rất là phổ biến, thì rất là nhiều sản phẩm sẽ để là đặc trị sâu cuốn lá trên lúa ha. Còn lại là nhóm gầy quý vị, nhóm gầy thì chúng ta thấy là đây là một nhóm chuyên nhiệt chích thúc, cho nên là sẽ có những cái hoạt chất chuyên nhiệt chích thúc mà chúng ta đã nói trong cái video về gầy xanh, thì cái đó cũng là một cái kiểu đặc trị cho nhóm chích thúc thôi. Rồi chúng ta sẽ đi chi tiết tí xíu nữa cho một số hoạt chất nha, để bà con mình dễ hình dung ha. Rồi kính thưa quý vị, thì với một số nhóm thuốc bệnh là chúng ta sẽ thấy nè, có nghĩa là chúng ta hỏi là thường thường bà con sẽ hỏi là bạn ơi hoặc là kênh ơi cho hỏi là thuốc đặc trị cái đối tượng đó, có nghĩa là bà con đang hỏi một cái loại bệnh mà bà con cần một cái loại thuốc hiệu quả trên loại bệnh đó, thì bà con sẽ gọi là thuốc đặc trị hay là thuốc chuyên trị về đối tượng đó, hay là thuốc nào chuyên dùng cho cái nhóm đó. Đó thì chúng ta được hiểu là những cái loại thuốc nào có hiệu quả cao hoặc là có đăng ký trên đối tượng đó mà chúng ta sử dụng có hiệu quả thì được gọi là thuốc đặc trị. Như vậy thì bà con sẽ thấy thông thường nè, Robinef là sẽ rất là đăng ký rất là nhiều đối tượng kháng thương, ví dụ như trên kể cả gạo màu, cây ăn trái là đều có bệnh kháng thương. Mà mỗi lần bệnh kháng thương xuất hiện trên cây ăn trái thì người ta luôn khuyến cáo mình hoạt chất đầu tiên đó là Robinef ha. Thì đây chúng ta hiểu là Robinef là một cái hoạt chất có thể gọi là chuyên trị đặc trị cho cái nhóm kháng thương trên lá. Rồi nếu mà nhắc đến Phytophthora, nhắc tới bệnh vàng lá thối rễ, thì trong những cái biện pháp tưới phun quét thì bà con sẽ thấy ba nhóm hoạt chất đứng hàng đầu, đó là metalaxin, dimethyl 1 hoặc là fosgenolamine aluminum ha. Như vậy rồi ngoài ra thì bà con sẽ thấy là những cái hoạt chất phổ rộng như là hexaconazole này, thì nó cũng có những nhóm đặc trị quý vị, ví dụ như gỉ sắt trên cà phê này, ghẻ sẹo trên cây có múi hoặc đốm quằn trên lúa đó, thì đây là những cái nấm bệnh mà hexa tác động rất là tốt và hầu như không có một cái hoạt chất nào mà có thể là mang lại hiệu quả rõ rệt hơn nó, cho nên nó là những cái nhóm đặc trị là như vậy. Giống như là bà con nếu mà có canh tác lúa thì bà con hỏi là cái bệnh úng lỗ hay gọi là bệnh ung thư đốm vàng trong cái điều kiện mùa mưa đó, thì không có thằng nào qua nổi cái hexaconazole ha. Đó thì đó là một cái dạng mà nó đã định hình cái thương hiệu nó từ lâu, cho nên nó cũng là một cái dạng chuyên trị cho đối tượng đó, là chúng ta hiểu như vậy. Rồi hoặc là như gốc đồng nè, ví dụ chúng ta thấy nấm hồng đốm gông, như nấm hồng thì chúng ta thấy là những cái cành ngay chãn ba này kia ra, thì thông thường là gốc đồng là rất là hiệu quả quý vị, nếu mà chúng ta quản lý sớm. Cho nên là tuy là gốc đồng cũng là một cái dạng thuốc phổ rộng, nhưng mà trên một số cái đối tượng nào đó thì nó luôn được ưu tiên hàng đầu, mang lại cái hiệu quả cao và cái chi phí hợp lý. Cho nên thì chúng ta cũng có thể gọi là gốc đồng là một cái thuốc đặc trị đặc biệt trên một số loại nấm nào đó, một số cái loại bệnh nào đó trên một số cây trồng đặc biệt nào đó, thì nó mang lại hiệu quả rất là cao. Thì chúng ta hiểu như vậy là những cái loại thuốc chuyên trị, những cái loại thuốc đặc trị. Kính thưa quý vị, thì với một số nhóm thuốc quản lý côn trùng nha, thì nó còn đặc biệt hơn nữa là nó đăng ký chỉ một đối tượng duy nhất thôi, mà còn dễ tìm ra những thuốc đặc trị hơn. Do trên cái thuốc bệnh á, thì đa số là nó quản lý nấm bệnh phổ rộng, đa số tất cả những loại thuốc mới hiện nay đa số là như vậy, để bà con mình tiết kiệm chi phí.
À, riêng thì với cái đối tượng côn trùng thì nó hơi đặc biệt hơn tí xíu, tại vì áp lực nặng nhẹ tùy theo mỗi cây trồng. À, ví dụ như chúng ta sẽ thấy trên nhóm nhện nè, thì trong cái video về nhện đỏ thì bà con biết là chúng tôi trình bày rất là nhiều hoạt chất, thì trong đó có một số hoạt chất là chỉ đăng ký duy nhất đối tượng nhện đỏ trên một loại cây trồng đó thôi. À, ví dụ như chúng ta thấy hay CT azot nè là chỉ quản lý nhện thôi, sâu hay là những đối tượng gây khác là không có tác động. À, benbutanin oxit cũng vậy nè, robarai nè, à, đây là những cái hoạt chất chủ yếu là chỉ tác động trên nhện thôi. Hoặc là trong cái video về tiến trùng thì bà con có thấy là chúng tôi nhắc tới rất là nhiều hoạt chất, thì trong đó có những hoạt chất là quản lý tiến trùng thôi nè, dùng như luobiram, fortiazat hay là luensulfong, thì đây là những cái hoạt chất mà chỉ đăng ký duy nhất là đối tượng tiến trùng thôi. Ở đây là chúng tôi đưa ra ví dụ thôi mấy chị, chứ không phải là nó chỉ có bao nhiêu đây là đặc trị nha. Nó có rất là nhiều những cái hoạt chất, những cái sản phẩm họ có đăng ký cái chữ đặc trị ở trên cái bao bì. À, nhưng mà ở đây thì chúng ta đưa ra một số ví dụ thì chúng ta đã nói trong thời gian qua rồi, thì chúng tôi điểm là thành một cái ví dụ để cho bà con mình xem xét ở đây. À, ngoài ra thì bà con sẽ thấy một cái đối tượng nữa là bọ chỉ này, rất là nhạy cảm này ha. Rất là nhiều những sản phẩm đăng ký thì cũng có những sản phẩm có đăng ký đặc trị. À, nhưng mà một số sản phẩm mà chứa hoạt chất có hiệu quả thì chúng ta sẽ thấy là cái Cyanchanlipro nè, hoặc là cái Spinetogam. À, thì đây là những cái hoạt chất hàng đầu mà bà con lựa chọn về quản lý bọ chỉ chẳng hạn. Hoặc là dẹp sáp, có rất là nhiều những cái sản phẩm đăng ký dẹp sáp và nó quảng phổ rộng trên rất là nhiều đối tượng. À, nhưng mà cái Pyrotechamax là đây là một cái hoạt chất mà đặc trị cái dẹp sáp đứng hàng đầu. À, có thể nói là trên một số nhóm cây trồng cạn này hầu hết bà con đều biết tới Pyrotechamax hết. À, còn hoặc là nhóm gậy thì nó quá phổ biến rồi. À, do gậy thì nhóm chích hút thì nó quá đa dạng, cho nên là bà con sẽ thấy là trên cái đại gia đình 6 anh em mà chúng tôi nói trong cái video về gậy xanh. À, ví dụ như cái imidaloride nè, thiamethoxam là 2 trong 6 hoạt chất trong nhóm đó thì rất là phổ biến trên thị trường, và nhóm này nó chỉ đặc trị đúng cho nhóm chích hút thôi. Ví dụ như nó có đăng ký bọ chỉ, có đăng ký gậy, mà chúng ta không thấy nó đăng ký sâu hay là trên đối tượng nhện, thì đó là đây là những cái nhóm đặc trị cho nhóm chích hút thôi. Hoặc là bimetoxim cũng vậy, là đăng ký gầy chứ không có đăng ký những cái đối tượng miệng nhai qua nhện. Rồi thì đây là một số cái ví dụ để cho bà con mình thấy à, cái thuốc đặc trị thì nó sẽ làm những cái thổi thuốc như thế nào. Rồi kính thưa quý vị, thì sẽ là một cái phần quan trọng để mà chúng ta cân nhắc về cái mặt chi phí, đó là cái thời điểm quản lý. Thì thời điểm nào chúng ta quản lý phổ rộng để mà tiết kiệm chi phí, thời điểm nào phải dùng thuốc đặc trị để mà quản lý cái đối tượng dịch hại tốt nhất. À, những cái lỗ thuốc phổ rộng thì nó sẽ ít đi cái sự chuyên trị, nhưng mà cái ưu điểm của nó là nó quản lý được nhiều đối tượng ha. Và thông thường thuốc phổ rộng thì nó sẽ tương đối rẻ tiền hơn so với thuốc đặc trị. À, cho nên thì nếu mà với thuốc bệnh thì đa số thì bà con chỉ nên lựa chọn thuốc phổ rộng để chúng ta phun phòng. Phun phòng khi mà cây có vết thương, ví dụ như chúng ta cắt cành, rồi sau thời điểm mà chúng ta cung cấp nhiều phân đạm, hoặc là sau nhiều cơn mưa, đặc biệt là trong mùa mưa, thì chúng ta phải dùng thuốc phổ rộng để mà chúng ta quản lý được nhiều đối tượng nấm hại hơn. À, hoặc là bà con có thể quản lý trước thời điểm ra hoa, có nghĩa là chúng ta dự đoán thời điểm ra hoa thì có thể bệnh kháng thương sẽ tấn công, nhưng mà phun trong cái giai đoạn đó thì nó nhạy cảm, cho nên là chúng ta có thể dùng thuốc lưu dẫn chúng ta quản lý trước cũng vẫn được. Hoặc là cái điều quan trọng nhất mà chúng tôi tô đỏ đây, đó là khi cây đọt dừa mới nhú. Ví dụ như một số hình ảnh như bà con thấy nè, trên cây có muối nè, cây đọt dừa mới nhú thì có rất là nhiều đối tượng nấm hại cũng như là sâu hại sẽ tấn công, cho nên là chúng ta sử dụng thuốc phổ rộng để quản lý nhiều đối tượng và chi phí nó sẽ rẻ hơn, nhưng mà phải quản lý sớm. Hoặc là chưa có là chúng ta phun phòng thì vậy nó mới mang lại cái hiệu quả cao. À, còn nếu như mà cái áp lực dịch hại đã cao rồi mà bà con mình sử dụng thuốc phổ rộng thì thông thường cái hiệu quả nó sẽ không cao, mà nếu mà chúng ta cộng quá nhiều loại thuốc thì lúc đó cái chi phí nó sẽ gia tăng. À, như vậy thì với cái thuốc phổ rộng thì quý vị chúng ta lưu ý là chúng ta nên phun khi cây đọt vừa mới nhú, để thứ nhất là chúng ta quản lý được nhiều đối tượng và cái chi phí nó sẽ hợp lý, do những cái thuốc phổ rộng thì thông thường nó sẽ rẻ, hoặc là chúng ta phun trong điều kiện phòng thì cái liều lượng nó không cần cao, cho nên lúc đó cái chi phí mình cũng sẽ giảm xuống được. Và như vậy thì vẫn an toàn quý vị, quan trọng là cái mức độ về an toàn, mặc dù chi phí nó thấp nhưng mà vẫn an toàn tốt cho cây. Chúng ta bảo vệ toàn diện ngay từ đầu thì nó sẽ mang lại chắc chắn là cái hiệu quả sẽ tốt hơn. À, tương tự thì với cái thuốc sâu cũng vậy quý vị, nhưng mà thông thường thì khi mà thuốc quản lý côn trùng thì người ta không có dùng cái từ là phun phòng, mà mình sẽ đón đầu dịch hại thôi. Mình biết là trên cái đối tượng cây trồng đó nó sẽ xuất hiện đối tượng đó trong thời gian đó, và chúng ta dùng thuốc để chúng ta đón đầu nó trước thì có thể, nhưng mà chứ không ai phun phòng ha. Như vậy thì bà con biết thì những cái thời điểm nhạy cảm cơ dừa mới nhú là chúng ta thấy dụng như sâu giá bùa thì sẽ tấn công trên cây có muối thời điểm cơ dừa mới nhú. Ở trên na thì sẽ có những cái đối tượng như là bọ chỉ hay là nhện đỏ. Còn trên cái đối tượng cây sầu riêng thì chúng ta sẽ thấy là cái gậy xanh. Ví dụ vậy, bọ chỉ cũng có. À, thì khi cơ dừa mới nhú thì khi mà chúng ta quản lý bằng thuốc phổ rộng trên nấm bệnh rồi thì chúng ta cộng luôn một cái lỗ thuốc sâu phổ rộng rồi đó, để chúng ta quản lý chung cho tất cả những đối tượng này. À, thì lúc đó chúng ta sẽ tiện công lao động và cái chi phí mà nó sẽ hợp lý, và chúng ta sẽ bảo vệ nó trong vòng khoảng 7 đến 10 ngày gì đó trong thời gian đầu này.
để những cái loài sâu hại này không tấn công nó được thì chúng ta đã thành công. Hoặc là sẽ có những trường hợp là bà con sẽ phun cái thuốc lưu dẫn trước thời điểm nở hoa. Thì tương tự là thời điểm nở hoa nó sẽ gặp những đối tượng giống như bò giờ dôi này, bò chỉ này. Nhưng mà nếu mà đang nở thì nó quá nhạy cảm đi, có thể những loại thuốc nó sẽ gây ảnh hưởng đến ong thụ phấn chẳng hạn. Do đó chúng ta sẽ sử dụng thuốc lưu dẫn, chúng ta phun trước đó 5-7 ngày gì đó, để đến cái thời điểm mà hoa nở thì thuốc nó đã hoạt động trong cây rồi, nhưng mà lại không có ảnh hưởng trực tiếp đến ong thụ phấn, không ảnh hưởng trực tiếp đến hoa. Thì đây cũng là một cái cơ hội để mà chúng ta quản lý sớm mà mang lại hiệu quả cao trong cái trường hợp nhạy cảm này. Hoặc là khi mà sâu hại chưa đáng kể thì bà con vẫn có thể sử dụng thuốc phổ rộng. Ví dụ như lỡ mưa liên tục 3-4 ngày thì cây đoạn đã lú rồi, cũng có sâu ăn lai rai rồi, nhưng mà chúng ta thấy mặt số nó không cao thì thôi mình sử dụng một cái loại thuốc phổ rộng rồi đó, là chúng ta có thể diệt được loại sâu này, quản lý luôn cả bọ chỉ, gẹp sáp hay những nhóm gầy khác. Thì vậy thì mình sẽ tiết kiệm được cái chi phí mà không cần phải sử dụng thuốc đặc trị. Tại vì nếu mà sử dụng đặc trị 2-3 nhóm khác nhau cộng lại thì chi phí nó rất là cao quý vị. Rồi một trường hợp nữa là bà con sẽ dự đoán trong cái thời tiết, ví dụ như chúng ta biết là trong điều kiện nắng nóng là bọ chỉ nhện đỏ tấn công rất mạnh đó. Như vậy thì khi mà chúng ta phun thuốc quản lý nấm bệnh trên cái đối tượng cây có múi hay cây mít hay gì đó thì chúng ta phải cộng thuốc nhện đỏ vô luôn đó, để mà chúng ta biết sẽ có một cái lứa nhện đỏ nó sẽ nở trong điều kiện mùa nắng này thôi. Thì chúng ta có thể sử dụng thuốc lưu dẫn để quản lý chúng cũng được. Còn hoặc là điều kiện đối với bà con miền Đông, hoặc là những bà con nào đang canh tác cây có múi thì bà con biết là vào thời tiết mưa lâm râm mát mẻ thì cái bọ xít muỗi tấn công rất là mạnh. Cho nên là nếu như bà con mình phun thuốc quản lý nấm bệnh trong cái điều kiện mùa mưa lâm râm như vậy thì chúng ta cộng cái thuốc quản lý bọ xít muỗi vô luôn. Rồi như vậy thì khi nào mới sử dụng thuốc đặc trị đây? Thì rõ ràng chúng ta biết là thuốc đặc trị thì cái hiệu lực nó sẽ rất là cao. Và đương nhiên thì bên cạnh đó thì sẽ có những đa số là những loại thuốc này chi phí nó sẽ cao. Thì chúng ta sẽ ghi nhận theo những tình huống nào mà buộc phải quản lý đặc trị. Như vậy thì đặc trị nó có phổ rộng hay không? Thì đương nhiên kính thưa quý vị thì một số ít nào đó những cái sản phẩm đặc trị một vài đối tượng thì vẫn có thể quản lý phổ rộng. Tuy nhiên cái số lượng này nó không nhiều. Nhưng mà nếu có thì chắc chắn sản phẩm nó phải đắt chứ không bao giờ rẻ tiền được. Như vậy thì chúng ta sẽ ghi nhận tùy theo điều kiện thuận lợi cho dịch hại. Nếu mà dịch hại phát triển nhiều, dụ chúng ta thấy mùa mưa và cái nấm bệnh nó đang phát triển và bùng phát ở một số khu vực xung quanh, ví dụ chúng ta thấy là đang có dịch hán thư trên sầu riêng này đang bùng phát rất nhiều nơi, cho nên là cái lần phun trên vườn của mình tuy mặc dù là nấm bệnh chưa phát triển, chúng ta vẫn có thể sử dụng thuốc đặc trị để quản lý để cho nó an toàn cho vườn. Hoặc là gầy xanh đang tấn công rất là mạnh ở một khu nào đó, hoặc là đang mưa lâm râm tất cả những vườn bưởi xung quanh đang có bị bọ xít muỗi tấn công rồi, nhưng mà vườn mình thì chưa ra cơi đòn, đang chuẩn bị nhú rồi, thì chúng ta vẫn có thể quản lý sớm ha, dùng những loại thuốc lưu dẫn đặc trị để mà chúng ta quản lý sớm. Như vậy thì cái hiệu lực kéo dài trong vòng khoảng 10 đến 14 ngày đó, thì chúng ta hoàn toàn có thể không cần phun lại và nó sẽ tiết kiệm được cái chi phí của mình trong thời điểm đó là mình đang cần phun thuốc bệnh thì mình cộng thuốc sâu vô luôn. Ví dụ như tình huống như vậy. Rồi hoặc là trong cái điều kiện chiên trị đặc trị đó là bà con đã quản lý cái phổ rộng trước đó, có nghĩa là mình đã áp dụng cái biện pháp phun phổ rộng rồi, nhưng mà cái hoạt chất đó hiệu quả không cao, cho nên là bây giờ nó sẽ bùng phát một cái dịch hại nào đó nhất định, ví dụ như gầy xanh, dẹp sáp, hay là sau cái lứa phun đó thì vào nắng nóng nó kéo lên thì bắt đầu nhện đỏ tấn công, thì lúc đó chúng ta phải sử dụng thuốc đặc trị đó. Hoặc là đối với bệnh thì chúng ta thấy mức độ gây hại lớn rồi, có nghĩa là cái lần trước đó vô tình thì chúng ta lại không có phun cái thuốc phổ rộng cho cái nấm bệnh đó, cuối cùng cái nấm bệnh nó tấn công phát triển nhiều, thì chúng ta buộc phải sử dụng một cái loại thuốc đặc trị nào đó trên riêng cái loại nấm bệnh đó thôi, và chúng ta phải dập dịch trực tiếp cho cái vườn của mình 1-2 lần. Thì lúc đó thì buộc phải sử dụng thuốc đặc trị là như vậy. Hoặc là cây trồng mẫn cảm với dịch hại này quý vị, có nghĩa là trường hợp này đơn giản như này, một số thì theo kinh nghiệm thôi, ví dụ như bà con thấy là vào mưa thì cái nấm hồng nó sẽ tấn công trên những cái vườn nào rậm rạp đó, thì nó sẽ tấn công liên tục, ví dụ trên sầu riêng này, những loài mẫn cảm như nó tấn công bưởi nè đó. Còn ví dụ như là cây bưởi cây ổi thì trong miền Tây sẽ gặp đi bọ xít muỗi, còn những nhóm khác đâu bị đó, thì đó là những cái đối tượng gọi là mẫn cảm. Hoặc là sầu riêng là hay bị cháy lá mà cháy nửa lá đó, ví dụ như đó là tháng thư, là tháng thư trên sầu riêng đó, thì trong cái điều kiện mùa mưa thì nó phát sinh rất là dữ đó. Hoặc là đốm gông thì chỉ lại tấn công trên sầu riêng với trên cây bưởi thôi đó, thì đó là những cái đối tượng cây trồng mẫn cảm với dịch hại là như vậy. Rồi như vậy thì từng tình huống cụ thể như thế này quý vị, thì chúng ta sẽ sử dụng thuốc đặc trị trong cái điều kiện mà dịch bùng phát và chúng ta có thể dự đoán được, hoặc là nó đã gây hại nặng trên vườn của mình rồi đó, thì chúng ta phải sử dụng chiên cho những loại thuốc nào có đăng ký trực tiếp trên đối tượng đó thì mình mới sử dụng, thì gọi là sử dụng thuốc đặc trị. Còn nếu mà trong thế phòng thì chúng ta sử dụng thuốc phổ rộng bình thường thôi. Thì một số cái mà chúng ta đã gặp và đã nhắc rồi, ví dụ như tháng thư trên lá này, chúng ta thấy cho cả rau màu và cây trái đều bị, thì trong mùa mưa chúng ta phải phun
quản lý đặc trị tháng thư ha. Nấm hồng trên thân nè, cho cả cây ăn trái và cây công nghiệp trong mùa mưa nè. Sương mai trên cao màu nè, cũng phải sử dụng thuốc đặc trị nè, nó đâu có nhẹ đâu. Dàn lá thối rễ nè, phải quản lý trên cây trồng cạn, cây ăn trái nè, trong điều kiện đầu mùa mưa và cuối mùa mưa. Đó thì cái này thì phải tưới những cái loại thuốc mà có thể quản lý được phytophthora. Chỉ những loại thuốc phổ rộng thông thường thì không có tác động trực tiếp trên phytop thì nó cũng sẽ không có hiệu quả cao và bà con sẽ tốn chi phí nhiều lần. Hoặc là trong mùa mưa ẩm độ cao nè, ví dụ như trong tiết đông xuân hoặc là trong ví dụ mưa liên tục mà bà con quản lý đầu lúa mà những cái loại thuốc thông thường thì hiệu quả nó sẽ không cao, cho nên là phải sử dụng những cái hoạt chất đặc trị để quản lý đầu trên lúa đó thì nó mới mang lại cái hiệu quả cao trong những cái điều kiện thời tiết mà nó gọi là hơi mẫn cảm như thế này. Hoặc là chúng ta quản lý bệnh thối trái nè, cơ hội quản lý chúng ta chỉ có 1-2 lần đầu sau khi trái đậu thôi. Đó thì có thể là thối trái do nấm phytop hoặc là thối trái do vi khuẩn Santhomonas mà bà con mình quản lý bằng những loại thuốc phổ rộng, hiệu quả không cao trên hai đối tượng này. Đó thì sau khi đó nó bị rồi thì chúng ta sử dụng thuốc đặc trị sau đó thì sẽ mang lại cái hiệu quả nó không cao. Cho nên là đây là những cái cự quyết định. Đó thì trong điều kiện mùa mưa và trái mới đậu thì với đối tượng này chúng ta phải sử dụng thuốc đặc trị quản lý sớm luôn thì nó mới hiệu quả cao được. Rồi này, côn trùng này quý vị thì mình đã nhắc khá là nhiều ha. Ví dụ như chúng ta thấy là trong mùa nắng nóng là bọ chỉ nhện đỏ nè, đó là đây là điều kiện thuận lợi cho nó phát triển, cho nên là chúng ta biết à vào điều kiện nắng nóng là phải chơi thuốc mạnh với bọ chỉ và nhện đỏ thì hiệu quả mới cao đó. Còn hoặc là những giai đoạn mẫn cảm với bọ chỉ nè trên cây có muối hoặc là cây sồi là giai đoạn từ gà bông đến đậu trái non quý vị, là hai đối tượng tấn công rất là mạnh, nên là bà con sử dụng những thuốc phổ rộng thông thường là không mang lại hiệu quả cao với đối tượng này. Rồi còn ví dụ như gầy xanh trên sầu riêng là câu chuyện muôn thở rồi. À, quý vị trồng sầu riêng thì quý vị biết là cái dịch này nó tấn công rất là mạnh trên cái đối tượng cây sầu riêng của chúng ta. Nhưng mà nếu mà cây non đến lụa mà bà con mình quản lý không khéo thì nó cứ liên tục hoài nó trái lá hoài luôn không hết. Nên là phải sử dụng những thuốc gọi là mạnh đặc trị quản lý ngay từ lúc cây đọt vừa mới nhú cho đến khi mà mở lá hoàn toàn là phải sạch. Thì vậy thì chúng ta mới quản lý được dòng đời của gầy xanh trên cái cây đọt đó. Rồi còn hoặc là bà con sẽ thấy gẹp sáp với gẹp mềm mà trên cái trái đủ đủ thì khỏi nói ha. Do đó là chúng ta phải quản lý từ lúc trái non nó ra. Đó, một số cái gẹp mềm với gẹp sáp mà còn ít là chúng ta quản lý sớm nó hiệu quả cao. Còn hoặc là khi mà một số đã lên cao là chắc chắn phải dùng thuốc đặc trị rồi. Chứ những loại thuốc phổ rộng thông thường là không quản lý nổi cái gẹp sáp trên cái đối tượng trái đủ đủ đâu. Rồi hoặc là điều kiện như là trái non từ lúc mới đậu cho đến 15 ngày đầu tiên quý vị, đây là rất là mẫn cảm với giai đoạn sau đột trái. Tại vì lúc này trái nó mềm dễ đục ha, cho nên là sau nó sẽ tấn công rất là mạnh trong thời gian này. Mà nếu như trong thời gian này bà con mình sử dụng những cái thuốc phổ rộng thông thường thì nó sẽ không quản lý nổi cái áp lực đó, cho nên là chúng ta phải sử dụng cái thuốc đặc trị ngay từ đầu để chúng ta quản lý đối tượng sau đột trái này sớm hơn, để mà nhằm giảm cái mức thiệt hại xuống thấp nhất. Chứ nếu mà chúng ta quản lý phổ rộng trước rồi nó không hiệu quả rồi mới quay lại thuốc đặc trị thì lúc đó là cái sự gây hại trên vườn của mình đã nhiều rồi. Thì những cái trái nào đã bị đục rồi thì đâu có phục hồi lại được ha. Thì cho nên là trong những cái điều kiện đặc biệt thì phải sử dụng thuốc đặc trị, nó là như vậy. Kính thưa bà con, thì một câu hỏi thì phải trả lời đó là những loại thuốc phổ rộng và đặc trị kết hợp nhau được hay không. Thì kính thưa bà con, chúng ta sẽ dựa theo cái nguyên tắc mà chúng tôi chia sẻ trước đây, tất cả những loại thuốc không vi phạm nguyên tắc đó đều có thể cộng với nhau được. Nhưng mà để mà hợp lý về mặt chi phí thì khi mà bà con mình sử dụng sớm thì chúng ta lựa chọn những cái hoạt chất thuộc những đối tượng khác nhau, chúng ta phối hợp lại trên thuốc phổ rộng ha. Ví dụ như thuốc phổ rộng quản lý côn trùng cộng với thuốc phổ rộng trên thuốc bệnh. Tại vì chúng ta quản lý sớm thì đâu cần cộng hai thuốc bệnh phổ rộng để làm chi, đâu cần cộng hai thuốc côn trùng phổ rộng để làm chi, nó tốn tiền đúng không. Chúng ta chỉ cộng cho những đối tượng quản lý khác nhau, là cơ bản thông thường là một loại thuốc quản lý côn trùng, một loại thuốc quản lý bệnh cho giai đoạn quản lý sớm đó, vậy là hiệu quả về mặt chi phí. Nhưng mà trong thuốc bệnh thì chúng ta sẽ thấy là gì, có thuốc bệnh quản lý nấm và có thuốc bệnh quản lý vi khuẩn, hoặc là có những loại thuốc bệnh sẽ quản lý cả hai. Thì cái việc này nó sẽ tùy theo bà con mình lựa chọn theo cái áp lực về mùa vụ cũng như là cái sự mẫn cảm của cây trồng đó với đối tượng. Ví dụ chúng ta thấy là nó phổ biến chủ yếu trên nấm thôi thì chúng ta lấy thuốc côn trùng chúng ta quản lý phổ rộng nấm là được rồi. Còn nếu như mà cây trồng nó áp lực cao mà trên một số giống vi khuẩn thì chúng ta có thể cộng thêm một loại thuốc quản lý phổ rộng trên vi khuẩn, hoặc là lựa chọn một cái hoạt chất nào đó mà nó quản lý cả nấm và vi khuẩn luôn thì cũng được, tùy theo cái phương án mà bà con chúng ta lựa chọn. Rồi như vậy thì thuốc đặc trị có cộng được không? Thì đương nhiên rồi quý vị, đây là những loại thuốc đắt tiền và trong điều kiện dịch hại áp lực cao thì đối tượng nào áp lực cao thì chúng ta cộng thuốc đặc trị đó cho nó. Nhưng mà thường thường thì người ta sẽ phối hợp thuốc đặc trị trên bệnh cộng thuốc đặc trị côn trùng, hoặc là đặc trị cộng phổ rộng cộng đặc trị cộng đặc trị, hoặc là phổ rộng cộng phổ rộng thì đều có thể làm được hết.
miễn làm sao nó không vi phạm cái nguyên tắc mà trong video đầu tiên chúng ta đã nói. Rồi như vậy thì sẽ có một số trường hợp như sau quý vị. Nếu mà cây mình đang bị bệnh thì phải sử dụng thuốc đặc trị bệnh, thì bên cạnh nó muốn quản lý côn trùng thì mình cộng phổ rộng côn trùng vô. Hoặc ngược lại, cây đang bị áp lực nặng về một đối tượng côn trùng đó thì chúng ta sử dụng thuốc đặc trị cho đối tượng côn trùng đó, nhưng mà chỉ cần quản lý phổ rộng cho nấm thôi, tại vì áp lực nấm không cao thì mình sử dụng phổ rộng, chứ không phải là đặc trị rồi thì phải cộng luôn thuốc đặc trị thì nó mới đúng. Thì không phải, tùy theo áp lực trên đối tượng nào thì chúng ta sử dụng đặc trị trên nhóm đó, và những nhóm còn lại áp lực không cao thì chúng ta sử dụng phổ rộng thông thường để chúng ta giảm thiểu chi phí, nhưng mà vẫn tiết kiệm được là chỉ sử dụng một lần phun thôi, quản lý được nhiều đối tượng. Rồi như vậy thì chúng ta sẽ có một số trường hợp nè, đặc trị bệnh cộng phổ rộng trên bệnh để làm chi, chúng ta tăng cái hiệu quả quản lý trên cái đối tượng bệnh đó thì vẫn được. Có nghĩa là lúc này chúng ta sẽ cộng hai loại thuốc, hoặc là sẽ có hai hoạt chất quản lý bệnh, một hoạt chất đặc trị và một hoạt chất quản lý phổ rộng, miễn làm sao là những hoạt chất này nó có cơ chế tác động và tính chất khác nhau để chúng ta tăng cái hiệu quả quản lý trên đối tượng nấm bệnh đó, nhưng mà không bị trùng lắp về cơ chế tác động. Như vậy thì chúng ta sẽ quản lý được tính kháng và cái hiệu quả trên đối tượng nấm bệnh cao hơn. Ngược lại, tương tự với côn trùng cũng vậy. Ví dụ như chúng ta sử dụng thuốc đặc trị côn trùng cộng với một loại thuốc quản lý phổ rộng trên côn trùng thì làm sao hai hoạt chất này phải khác nhau về cơ chế tác động và tính chất. Ví dụ như một thằng này phải lưu dẫn cộng với thằng tiếp xúc đó, một thằng tác động lên hệ thần kinh thì một thằng kia phải chống đốt sát hay gì đó, thì vậy thì nó sẽ đa dạng và cái mức độ hiệu quả trên cái đối tượng quản lý côn trùng lúc đó nó sẽ cao hơn, và nó sẽ liên quan được tính kháng để lần phun thuốc sau thì chúng ta sẽ dễ dàng chọn thuốc hơn. Rồi kính thưa quý vị, thì có thể là nội dung video này nó khá là dài, là do chúng tôi muốn đưa ra những cái ví dụ để bà con mình dễ hiểu hơn, và trong thực tế thì chúng ta đã có gặp trường hợp đó rồi. Thì chúng ta sẽ nắm được phổ rộng là những cái loại thuốc quản lý chung, đặc trị thì nó sẽ chuyên trị cho một số nhóm đối tượng nào đó, và chúng ta sử dụng phổ rộng khi trong phun thuốc bệnh trong tế phòng, hoặc là chúng ta đón đầu trên một số nhóm đối tượng đó để cái chi phí lúc đó thì nó rẻ và nó hợp lý hơn. Còn phải sử dụng thuốc đặc trị khi mà áp lực dịch hại quá cao, hoặc là trong những giai đoạn nhạy cảm như ga qua đậu trái và chúng ta quản lý sâu được trái non chẳng hạn, thì đó là những giai đoạn buộc phải sử dụng đặc trị. Tuy nhiên thì lúc nào cũng sử dụng đặc trị hơn thì chi quá cao nên là nó phí, nên chúng ta phải xem lại về cái chi phí đó. Còn nếu mà chúng ta cứ sử dụng phổ rộng không thì sẽ có những ngày, có những lúc cái áp lực dịch hại nó cao thì chúng ta không quản lý được, rồi sau đó mới sử dụng thuốc đặc trị phun trở lại thêm một lần nữa thì lúc đó thì nó lại gia tăng về chi phí đó. Cho nên trong video này có thể đơn giản mà con hiểu được phổ rộng và đặc trị, nhưng mà sử dụng nó như thế nào để hợp lý trên cái cây trồng của mình, để đảm bảo là chi phí đầu tư của chúng ta hợp lý là điều quan trọng nhất. Và chúng tôi mong là với những thông tin này sẽ chia sẻ được những thông tin đó cho bà con chúng ta. Kính thưa quý vị và quý bà con, thì đây là một cái video theo hướng lý thuyết, nhưng mà sẽ dành cho những bà con nào mà mới bắt đầu vào ngành nông nghiệp. Chúng ta sẽ chưa rõ về thuốc đặc trị và thuốc phổ rộng, và giai đoạn nào nên sử dụng thuốc đặc trị, giai đoạn nào sử dụng thuốc phổ rộng. Và nếu mà chúng ta trồng chéo và lạm dụng một cái nhóm nào đó thì nó chắc chắn là sẽ không mang lại hiệu quả cao ở một thời điểm nhất định nào đó. Cho nên thì đây sẽ là một cách mà để mà chúng ta luân phiên và chúng ta lựa chọn thời điểm nào, lựa chọn những loại thuốc đó để mà cái chi phí hợp lý. Nếu như bà con chúng ta còn những thắc mắc gì thì có thể để lại bình luận bên dưới video này, hoặc là liên hệ về với đội kỹ thuật của chúng tôi thông qua ba số điện thoại đây. Thì anh em trong đội sẽ chia sẻ và hướng dẫn cho bà con chúng ta. Thì đến đây chúng tôi xin được phép dừng lại video này. Bà con nhớ đăng ký kênh để luôn cập nhật những video mới nhất của chúng tôi. Xin hẹn gặp lại quý vị và quý bà con trong những video tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.